Chào mừng cô chú anh chị đến với ngày 16 trong chuỗi 21 ngày chăm sóc sức khỏe chủ động với 21 chủ đề về dinh dưỡng. Hôm nay ta đã bước sang ngày thứ 16 rồi đúng không ạ? Wow, rất là tuyệt vời. 15 ngày vừa qua đó là một sự trải nghiệm tuyệt vời đối với cô chú anh chị đúng không ạ? Chúng ta đã hiểu được thế nào là calorie. Chúng ta đã hiểu thế nào là tầm quan trọng của nước. Chúng ta đã hiểu thế nào là dinh dưỡng tế bào. Chúng ta đã hiểu thế nào là một bữa ăn sáng lành mạnh. Chúng ta đã hiểu được thế nào là chất béo tốt, chất béo xấu. Thế nào là nên đưa vào cơ thể những cái loại thực phẩm giàu protein tốt cho cơ thể. Và chúng ta cũng biết cách đi chợ chọn thực phẩm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Và chúng ta cũng đã biết làm thế nào để vận động một cách hợp lý, khoa học và đem lại lợi ích cho cơ thể của chúng ta. Và quan trọng nhất, chúng ta đã biết cách lựa chọn một bữa ăn sáng thực sự thế nào là lành mạnh cho bản thân và gia đình của mình. Và quan trọng hơn nữa, chúng ta đã có niềm tin về công ty Herbalife. Chúng ta đã biết rằng đứng đằng sau sản phẩm của chúng ta là một đội ngũ những nhà khoa học cực kỳ ưu tú trên thế giới. Bên cạnh đó với một quy trình sản xuất cực kỳ tuyệt vời mang tên Ship to Fish, tức là từ gieo hạt cho đến thành phẩm, đã mang đến cho chúng ta những dòng sản phẩm cực kỳ ưu việt. Và cô chú anh chị là những người thông minh, chúng ta đã biết cách tận dụng tối ưu hóa để giúp sức khỏe của chúng ta tốt nhất. Và hôm qua trong ngày thứ 15, chúng ta đã biết cách để chăm sóc làn da của chúng ta một cách hiệu quả nhất. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta đã có một cái buổi chiều để trải nghiệm với việc phân loại cái làn da của chúng ta. Và chúng ta đã học cách tự chăm sóc cho làn da của mình. Và chắc chắn cô chú anh chị đã có rất nhiều những trải nghiệm thú vị. Và dành cho cô chú anh chị một tràng pháo tay với 15 ngày trải nghiệm tuyệt vời vừa rồi. Và hôm nay, trong ngày thứ 16, sắp tới cùng cô chú anh chị, chúng ta chia sẻ một chủ đề mà có lẽ chúng ta gặp thường ngày, đó là về nước. Vậy thì chúng ta đã uống đủ nước hay chưa? Một lời khuyên, hãy luôn uống đủ nước. Vậy thì sau 15 ngày qua, chúng ta đã thực sự uống đủ nước hay chưa? Qua mỗi một ngày sắp nói chuyện thì cô chú anh chị đã thực sự rất cố gắng để chúng ta uống đủ cái lượng nước mà cơ thể của chúng ta cần. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu chúng ta uống thiếu nước thì sẽ dẫn đến rất nhiều nguy cơ. Ví dụ, thiếu nước làm chúng ta trở nên mệt mỏi. Thiếu nước làm cho phân của chúng ta bị táo bón. Thiếu nước làm cho da chúng ta bị khô. Thiếu nước làm cho chúng ta bị đau nửa đầu. Và thiếu nước làm chúng ta bị chuột rút khi lao động, học tập và vận động. Vì vậy, chúng ta cần phải tuân thủ việc uống đủ nước. Bởi vì nguy cơ lớn nhất của việc uống thiếu nước có thể làm chúng ta bị trụy tim, dẫn đến tử vong. Vậy uống thế nào là đủ? Theo quan điểm, chúng ta cần phải uống từ 0,4 đến 0,6 lít cho 10kg trọng lượng cơ thể. Và đó là trong cái điều kiện thời tiết bình thường. Nhưng nếu chúng ta lao động nặng, mồ hôi chúng ta ra nhiều, thì đương nhiên chúng ta cần phải bổ sung nước thường xuyên hơn. Ở bên cạnh đó, nếu vào mùa đông chúng ta ít vận động, mồ hôi chúng ta ra ít hơn, thì chúng ta có nên uống ít nước đó đi không ạ? Chúng ta không nên uống ít nước đi. Chúng ta vẫn cần phải duy trì ít nhất là 0,4 lít cho 10kg trọng lượng cơ thể. Và như vậy ạ, chúng ta sẽ đi giải nhiều hơn bình thường. Nhưng chính điều đó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta giữ được cái thân nhiệt ổn định hơn. Cơ thể chúng ta vẫn tiếp tục được làm sạch. Bởi chúng ta nếu uống ít nước, chúng ta vẫn ăn chế độ ăn bình thường, cơ thể dễ nhiễm độc hơn. Tuần hoàn của chúng ta sẽ kém, bài tiết của chúng ta sẽ kém, và như vậy sức khỏe của chúng ta sẽ bị tác động. Thêm vào đó, nếu có chú ý chị, chúng ta vận động, chúng ta tập thể thao, thì chúng ta cần phải bổ sung lượng nước nhiều hơn. Nhưng thông thường, rất nhiều người vận động và chúng ta lại sử dụng nước uống thông thường. Khi chúng ta vận động mà mất nước, đó không phải là nước thông thường, mà chúng ta mất đi rất nhiều cái chất khoáng ở trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì chúng ta cần phải bổ sung vào trong nước rất nhiều cái hydrat để giúp chúng ta cân bằng lại điện giải cho cơ thể của chúng ta, tránh cái tình trạng chúng ta bị sản sinh quá nhiều acid lactic, tác động đến cơ, tác động đến tim mạch, tác động đến tất cả các cái cơ quan khác của cơ thể, làm cho việc vận động của chúng ta gặp vấn đề. Và sau khi vận động không những không khỏe hơn mà làm cơ thể chúng ta gặp nhiều vấn đề hơn. Việc bổ sung nước trong vận động là việc làm vô cùng quan trọng. Vậy thì bổ sung cái gì trong quá trình vận động là điều rất là quan trọng.
Herbalife có một dòng sản phẩm được gọi là Herbalife 24 Hydrat, là những cái gói bổ sung dưỡng chất trong khi chúng ta vận động. Và một cái gói này bắt buộc chúng ta cần phải pha với ít nhất là 480ml nước. 480ml nước, chứ không phải chúng ta chỉ cần pha với một cốc nhỏ. Bởi vì pha một cốc nhỏ thì nó không phân giải hết được cái lượng dưỡng chất ở trong này và đưa vào trong cơ thể của chúng ta. Cơ thể của chúng ta không có khả năng cung cấp đủ cái lượng nước cần thiết ngay lập tức để giải phóng cái lượng dưỡng chất đó, thì rất dễ dẫn đến cơ thể bị ngộ độc hoặc là bị những cái tác động không tốt từ cái việc thiếu nước khi chúng ta sử dụng sản phẩm này. Vì vậy chúng ta lưu ý khi pha và các cái sản phẩm Hydrate của Herbalife, chúng ta lưu ý cần phải pha với một cái lượng nước đủ theo khuyến cáo có ghi trên nhãn sản phẩm. Và khi chúng ta trong lúc vận động mà được bổ sung một cái lượng nước có Hydrate như này thì giúp cho cơ thể của chúng ta hoạt động một cách thực sự là tuyệt vời. Sáp đã trải nghiệm cái này trong vòng 3 năm trời và cảm thấy thực sự là tuyệt vời khi chúng ta vận động. Sáp không còn cảm thấy miệng bị nhớt, không còn cảm thấy miệng bị khô, không còn cảm thấy cơ thể bị nhược, không còn cảm thấy bị tăng gánh sau khi chúng ta vận động uống rất nhiều nước. Đó là một cách rất là tuyệt vời để giúp bổ sung nước nhưng bổ sung thêm các cái chất điện giải cho cơ thể của chúng ta. Bởi vì chỉ bổ sung được chất điện giải thì mới phòng tránh được cái tác động của cái acid lactic lên các cơ và giúp chúng ta vận động có hiệu quả cao và cơ thể của chúng ta thực sự khỏe mạnh. Ngoài việc chúng ta uống đủ nước trong vận động, uống nước đủ nước trong sinh hoạt, chúng ta cần phải lưu ý cái cách thức để chúng ta uống nước cho đúng nhất. Ngay khi chúng ta thức dậy buổi sáng, lời khuyên của sáp là hãy uống một cái ly nước ngay lập tức vào trong cơ thể của chúng ta, giúp khởi động toàn bộ cái khoang mặt của chúng ta, giúp khởi động khoang miệng của chúng ta, báo hiệu cho các cơ quan nội tạng để thức giấc và bắt đầu làm việc vào buổi sáng. Tại điều đó nghe có vẻ phi lý đúng không ạ? Nhưng đó là sự thật. Và cách uống nước buổi sáng thì rất là đơn giản, chúng ta có thể làm như thế này. Chúng ta nuốt xuống. Rất nhiều người buổi sáng khi chúng ta thức dậy, chúng ta lập tức đi đánh răng, rửa mặt và súc miệng bằng nước nhổ ra bên ngoài. Nhưng chúng ta quên mất là trong khoang miệng của chúng ta có rất nhiều những lợi khuẩn, có rất là nhiều cái chất kháng sinh tự nhiên. Và khi chúng ta súc miệng, chúng ta nuốt xuống, chúng ta một phần góp phần để giúp làm sạch từ cổ họng xuống toàn bộ cái hệ tiêu hóa của chúng ta, để thúc đẩy quá trình tuần hoàn, quá trình tiêu hóa, để tống phân ra bên ngoài, để tống nước giải ra bên ngoài. Chúng ta uống nước nhiều vào buổi sáng, giảm dần vào buổi chiều và buổi tối là uống ít hơn. Trước khi đi ngủ, chúng ta cũng cần bổ sung một cái lượng nước nhỏ cho cơ thể, khoảng 100-200ml trước khi đi ngủ khoảng 30 phút để tăng cái lượng oxy, lượng nitơ cho cơ thể của chúng ta để phòng tránh được cái nguy cơ đột quỵ. Và chúng ta nên nhớ đừng bao giờ uống cùng một lúc một lượng nước quá lớn vào trong cơ thể của chúng ta. Hãy uống từ từ từng ngụm nhỏ. Và nếu có thể, hãy đặt cốc nước trước mặt và cứ 15-20 phút hãy bổ sung một ngụm nước cho cơ thể của mình. Thêm một điều nữa là nếu chúng ta có thể, hãy ngồi uống nước sẽ tốt hơn chúng ta uống nước khi chúng ta đứng. Một điều quan trọng, hãy hạn chế sử dụng các loại nước lá cây. Bởi vì trong lá cây có rất nhiều thành phần tốt, khả năng chống oxy hóa. Nhưng bên cạnh đó cũng còn rất nhiều những cái thành phần độc hại của cây mà chưa được loại bỏ hoặc chịu tác động của môi trường, nhưng ta vẫn đưa vào trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng sai các loại nước. Ví dụ nước trà xanh, chúng ta uống ngay sau khi chúng ta pha thì nó còn giữ được rất nhiều chất chống oxy hóa. Nhưng nếu nó để thời gian quá dài thì những cái loại nước lá đó nó chuyển màu, tức là gì ạ? Nó đã bị oxy hóa cái nước đấy điều. Nhưng chúng ta lại uống cái nước oxy hóa vào trong cơ thể, tức là chúng ta đưa cái chất nước xấu vào trong cơ thể của chúng ta, và cơ thể chúng ta lại phải làm việc rất là cật lực để giải phóng cái lượng chất xấu đã bị oxy hóa đó. Và như vậy thì không tốt cho cơ thể. Thế nên lời khuyên của sáp, hãy sử dụng các loại nước đun sôi để nguội, nước khoáng, nước lọc nhiều hơn và hạn chế tối đa các cái loại nước từ lá cây.
chúng ta không thể dùng bia, nước ngọt để thay cho nước trắng. Bởi vì tất cả những loại bia và nước ngọt là những loại nước có chứa calo, có chứa chất béo, có rất nhiều chất hóa học và tác động xấu đến cơ thể của chúng ta. Đặc biệt đối với những người đang trong quá trình giảm cân, thì việc chúng ta sử dụng các loại nước ngọt, bia, rượu, nó sẽ làm cho cái chuyển hóa của chúng ta thay đổi và vô tình tích trữ thêm rất nhiều chất béo xấu, làm tăng lượng calo. Và như vậy đương nhiên việc giảm cân của chúng ta sẽ gặp vấn đề và sẽ rất khó để kiểm soát được cân nặng. Đối với người gầy yếu cũng như vậy, hệ vi trung bao đường ruột đang bị tổn thương, nếu nó uống quá nhiều bia rượu, nước ngọt hoặc những nước lá cây ở bên ngoài cũng sẽ làm cho cái hệ vi trung bao của chúng ta tiếp tục bị tổn thương. Và như vậy chúng ta ăn rất nhiều cũng không thể thay đổi được. Vì thế hãy chọn cho mình những loại nước tốt để uống, sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được làm sạch một cách thường xuyên, giúp cho cơ thể của chúng ta ít phải sử dụng cái nguồn năng lượng để đào thải các cái độc tố do chúng ta chủ động đưa vào. Với bài này, sao muốn cô chú anh chị, ngoài việc chúng ta duy trì uống đủ nước và công thức uống đủ nước đó là 0,4 trên 10kg trọng lượng cơ thể. Và chúng ta cứ tính ra để chúng ta biết chính xác chúng ta cần phải uống bao nhiêu, đúng không? Thứ hai là chúng ta cần phải chọn đúng loại nước uống. Cái thứ ba, trong khi vận động chúng ta cần phải bổ sung chất điện giải để giúp cho cơ thể của chúng ta không bị nhược cơ, không bị tác động xấu bởi cái axit lactic sản sinh trong quá trình vận động. Và Herbalife có một cái sản phẩm tuyệt vời đó là Herbalife H24 Hydrate, giúp bổ sung chất điện giải cực kỳ tốt cho cơ thể của chúng ta. Chúng ta có thể tham khảo để sử dụng thêm cái này. Và đây là những kiến thức rất phổ thông, mong rằng cô chú anh chị sẽ chia sẻ lại với những người thân yêu, với những người bạn bè của mình để họ biết cách tận dụng cái nguồn nước sạch chúng ta đang có, hạn chế đưa vào cơ thể những nguồn nước xấu. Như vậy chúng ta sẽ có được sức khỏe tốt hơn. Và chúc cô chú anh chị sẽ luôn luôn khỏe mạnh và giúp được những người thân yêu của mình cũng khỏe mạnh như mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở ngày thứ 17.